Một nhạc phẩm mà ở trong đó cũng chứa rất nhiều thông điệp của yêu thương, của sống trọn vẹn từng phút giây, từng khoảnh khắc, từng nhân duyên. Cuộc sống này nó rất nhiều cái điều, nhưng mà chúng ta, em Khoa luôn nghĩ rằng nó như lá trên cây, sống thêm một ngày đồng nghĩa mất đi một ngày. Sống thêm một ngày là một tờ lịch xé đi, và một cái hạn sử dụng của cuộc đời mình cũng ngắn lại, hạn sử dụng của mình với đồng nghiệp, với bạn bè cũng ngắn lại. Nên trong lúc lá trên cây còn đầy, trong lúc hạn sử dụng còn nhiều, trong lúc quyển lịch cuộc đời mình còn chưa đến tờ cuối cùng, hãy sống trọn vẹn với hạn sử dụng đó, để khi hết hạn, khi bay lên trời, ta mỉm cười, ta đã không bỏ phí, đúng không ạ? Trọn vẹn yêu thương. Và xin một tràng vỗ tay cho Nếu Một Mai Tôi Có Bay Lên Trời. Tuyệt vời.